Okay. À, đây chính thức là buổi Zoom đầu tiên buổi tối ngày thứ bảy 8:30 tối ngày thứ bảy hàng tuần của câu lạc bộ Sống Hạnh Phúc. Thì từ bắt đầu từ buổi tối đầu tiên này cho đến về sau thì chúng ta sẽ có một tuần một cái buổi giao lưu với nhau. Thì thường thì các anh chị sẽ được giao lưu với câu lạc bộ Sống Hạnh Phúc trong thời gian vào 8:30 tối ngày thứ bảy hàng tuần. Nếu như chúng ta có điều kiện, chúng ta một tháng, chúng ta sẽ tổ chức vào một cái buổi offline trực tiếp, sẽ gặp gỡ và gặp mặt trực tiếp, có những cái hoạt động ngoài trời, gặp gỡ của câu lạc bộ Sống Hạnh Phúc. Có thể là các anh chị trên các tỉnh thành, nếu ở chỗ nào đông hội viên thì chúng ta sẽ tự tổ chức offline với nhau, hoặc là nếu như chúng ta có thể cùng về thành phố Hồ Chí Minh để offline với lại câu lạc bộ Sống Hạnh Phúc toàn quốc thì càng ok. Thế thì nhưng mà trong cái buổi hàng 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 tuần của chúng ta thì cái phổ biến nhất là chúng ta sẽ zoom ở trên buổi zoom ở trên trên online vào 7:30 tối ngày thứ bảy. Thì mục đích của câu lạc bộ Sống Hạnh Phúc thì với cái tên đã nói lên tất cả rồi đúng không ạ? Câu lạc bộ Sống Hạnh Phúc là mục đích lập ra để chúng ta đến với nhau để làm sao để cho làm cho nhau hạnh phúc hơn, có một cuộc sống hạnh phúc, một cuộc sống khỏe mạnh, giàu có và hạnh phúc. Đấy là cái tiêu chí đặt ra của câu lạc bộ Sống Hạnh Phúc. Đây là một cộng đồng chuyên cho sẽ là cho đi giúp đỡ lẫn nhau để chúng ta mỗi một ngày chúng ta có một cái cuộc sống tốt đẹp hơn. Các anh chị có thể mời người thân trong gia đình cũng như là bạn bè, những cái người mà anh chị thương yêu vào cùng tham gia sinh hoạt câu lạc bộ Sống Hạnh Phúc. Càng ngày thì câu lạc bộ Sống Hạnh Phúc sẽ có càng nhiều những cái hoạt động hữu ích, những cái hoạt động mang cho đi giá trị thực sự cho cộng đồng. Thì chúng ta sẽ cùng nhau để xây dựng nên một cái cộng đồng như vậy. Các anh chị đã nghe được cái phần chia sẻ. Ai trong số các anh chị đã nghe rõ được cái phần mục tiêu, mục đích và những cái những về cái khoảng thời gian, khung thời gian chúng ta hoạt động với nhau hàng tuần như vậy thì chúng ta hãy comment vào số 1 là các anh chị đã nghe rõ rồi ạ. Cảm ơn các anh chị đã phản hồi rất là nhanh ạ. Ok. Cảm ơn Tuyết Đậu, cảm ơn chị Trung, cảm ơn anh Mạnh, rất là tuyệt vời. Các anh chị, ngày hôm nay chúng ta đến với nhau, chủ đề đầu tiên chúng ta sẽ trao đổi trong cái buổi Zoom ngày hôm nay là một cái chủ đề rất là có ý nghĩa, đó là làm gì để có cuộc sống cân bằng và hạnh phúc. Thì khi mà nhận thông báo về cái chủ đề này á, thì các anh chị có những cái suy nghĩ như thế nào ạ? Các anh chị nghĩ gì về cái chủ đề ngày hôm nay? Vì sao chúng ta nên hướng đến một cái cuộc sống cân bằng? Tại sao chúng ta lại cần phải có một cái cuộc sống cân bằng ạ? Cái gì cũng cần cân bằng, Dạ. wellness cũng cần cân bằng, wellness cần cân bằng mới khỏe đẹp Chào được chị Thủy ạ. Dạ. cuộc sống mà cân bằng thì quá tuyệt vời rồi. Dạ. Còn À, ok trong chưa? trong cuộc sống của chúng ta thì tất cả mọi thứ cái gì cũng cũng cần phải có cân bằng, vì cân bằng nó là cái luật của tự nhiên đúng không ạ? Cân bằng là cái luật của thiên nhiên, của tự nhiên, của tạo hóa, là có âm và phải có dương, có dương trong âm, có dương ở trong dương có âm. Mọi thứ đều theo cái thuyết cân bằng như vậy. Và khi mà chúng ta có cái gì đó mà mất cân bằng thì tạo hóa tự nhiên sẽ làm sao ạ? Sẽ làm mọi cách để làm sao đấy để chúng ta phải trở lại trạng thái cân bằng. Đúng không ạ? Thế nên là tất cả những cái cuộc khủng hoảng ở trên thế giới cũng thế. Khủng hoảng về y tế, khủng hoảng về kinh tế, khủng hoảng về chính trị. Nó cũng là đều từ do những cái sự mất cân bằng ở trên cái trái đất này mà nó gây ra. Thế thì trong cái cơ thể của chúng ta cũng thế, trong cái suy nghĩ, trong cái cuộc sống của chúng ta, trong cái
Cái đời sống tâm lý của chúng ta cũng vậy, cái gì mà mất cân bằng là chúng ta sẽ rất là vất vả, vì phải làm sao đó phải trở lại được cái trạng thái cân bằng. Cho nên cái hai cái từ cân bằng này Trang rất là thích. Anh chị nhìn trên hình, các anh chị có thể thấy cái hình của những cái viên đá ở trên một cái hình tượng như vậy, nó mang cái tính chất là hình tượng nhưng mà rất là đẹp, đúng không ạ? Thế thì những cái yếu tố làm như thế nào khi mà chúng ta cái cuộc sống của chúng ta mà bị mất cân bằng ấy, thì chúng ta sẽ gặp nhiều vấn đề, chúng ta sẽ tính cách của mình sẽ cáu gắt này, mình sẽ rất là căng thẳng, đúng không ạ? Thậm chí cuộc sống gia đình sẽ không có nhiều tiếng cười, sẽ không có hạnh phúc nhiều. Nếu mà không nhanh chóng để cân bằng cuộc sống, cân bằng công việc thì có thể là chúng ta sẽ bị kiệt sức, tổn hại đến cả về mặt thể chất và về mặt tinh thần. Thì những cái điều này chắc hẳn là trong chúng ta ai cũng hiểu được. Thế thì ngày hôm nay chúng ta có một cái buổi tọa đàm với nhau là làm thế nào để chúng ta có được cái sự cân bằng ở trong cuộc sống. Các anh chị có thích cái chủ đề này không ạ? Nếu mà các anh chị thích thì các anh chị hãy comment số 2 ạ. Bạn Tuyết Đậu cho rằng tại sao phải cân bằng, cân bằng những cái yếu tố nào, phải chi cân bằng có cái gì, ai comment xong cái nó trôi mất tiêu rồi, phải chi cân nặng nó cũng được tự nhiên cân bằng. Rất là dễ thương đúng không mọi người? Cân nặng mà nó cũng cân bằng, đúng rồi, cân nặng phải cân bằng chứ, cân nặng phải cân bằng thì nó mới đẹp, người nó mới đẹp, còn nó mất cân đối cái là người nó mới hết đẹp. Tất cái hai cái chữ cân bằng này nó có mặt trong mọi ngõ ngách của cuộc sống của mình luôn, chứ không riêng gì là về công việc hay là về cái gì cả. Và rất là tuyệt vời khi mà chúng ta hướng tới cái gì mà chúng ta thấy nó có hai cái chữ cân bằng. Thì cái đấy nó sẽ bền vững. Khi chúng ta đạt đến trạng thái cân bằng thì nó sẽ đạt được cái sự bền vững rất là tuyệt vời. Đó. Ok. Thế thì bây giờ làm như thế nào để chúng ta có một cái cuộc sống cân bằng? Thì làm thế nào để chúng ta có một cái cuộc sống cân bằng thì Trang có thể hỏi để cho các anh chị ở đây, các anh chị nào muốn trao đổi về cái muốn cùng chia sẻ cái quan điểm của mình. Theo các anh chị, quan điểm của các anh chị, có thể chúng ta không cần phải nói hết tất cả, chúng ta tâm đắc với một cái gì đấy mà nó giúp cho cái cuộc sống mình cân bằng tốt nhất, thì các anh chị có cái phương pháp nào đó, có cái cách nào đấy mà để giúp cho bản thân mình cân bằng được cái cuộc sống nó nhanh chóng, nó hiệu quả, mang lại cho mình sự cân bằng và hạnh phúc. Các anh chị có thể trao đổi ở đây. Cộng đồng rất là đón nhận những cái giá trị các anh chị cho đi ở đây. Có thể là một cái sự trải nghiệm của các anh chị là trước đây các anh chị đã từng bị mất cân bằng với cuộc sống như thế nào. Và bây giờ các anh chị có học được một cái phương pháp nào đó mà các anh chị áp dụng vào thấy nó rất là hiệu quả. Chẳng hạn, thì những cái kinh nghiệm thực tế đã trải qua như vậy nó rất là cần cho cộng đồng của chúng ta. Thế thì Trang đang chờ những cái cánh tay được giơ lên để chia sẻ về những cái bí quyết các anh chị đã làm để có được cái sự cân bằng ở trong cuộc sống. Em mời chị Liên Phạm nhé. Xin chào cả nhà. Thật ra thì Liên cũng chia sẻ với cả nhà một chút về cái câu chuyện về cái sự cân bằng. Thì trước đây á là một mẹ bỉm sữa và đi làm lúc mà Liên làm trong nhà nước á cả nhà. Thì thời điểm đó là cả nhà cứ hình dung đi. Ban ngày thì sáng 7 giờ là bắt đầu là đến chỗ làm. Và đến chiều là 5 giờ rưỡi sẽ có mặt ở nhà và từ lúc đó sẽ trở thành một một người nội trợ, một bà mẹ bỉm sữa, một ô sin thực thụ đến tận 11 giờ đêm. Và cuộc sống của mình nó diễn ra như vậy là trên 10 năm, và lúc đó mình thấy ủa sao cuộc đời của mình sao nó nhàm chán đến như vậy. Và lúc này á, thì bản thân của mình cảm thấy là cuộc sống này nó nhàm chán, ủa thì cuộc sống mình nó chỉ trôi qua như vậy mãi hay sao. Và thật sự là lúc đó á, là
Liên cũng rất là muốn đi nhìn thấy các bạn bè của mình đó, đi du lịch nè, xong đi cà phê, cà pháo nè, mà sao mình cứ loay hoay một ngày bao nhiêu đó thời gian mình vẫn không đủ. Thì cái thời điểm đó Liên đến cái đoạn cao trào là đến lúc đó Liên cảm thấy nó nhàm chán quá và Liên muốn nghỉ việc. Và lúc đó cũng có rất là nhiều biến cố xảy ra trong cuộc sống của mình nữa. Thì thời điểm đó Liên bắt đầu đi học một cái khóa phát triển bản thân, mà thật ra hồi đó là Liên mới biết bắt đầu chơi Facebook á. Thì trên Facebook nó có một cái tựa đề trên đó là xây dựng thương hiệu cá nhân. Thì cái bắt đầu người ta đưa ra những cái câu như là bạn đã cảm thấy nhàm chán với cuộc sống của mình, và bạn có nghĩa là mình cảm thấy bế tắc mà mình không có cảm thấy là cái cuộc sống này nó đúng như những gì mình mong muốn. Thì đây là khóa học dành cho bạn. Cả nhà biết không, Liên đăng ký Liên học luôn, một ngày miễn phí vào buổi tối để đi học cái đó. Cả nhà biết không, khi mà đăng ký học cái buổi miễn phí đó một buổi tối, thì Liên đã phải sắp xếp công việc nhà trong vòng một tuần, thì ngày hôm đó Liên mới rời ra khỏi nhà để Liên đến tham gia cái buổi đó được. Và khi đến buổi đó rồi thì bắt đầu Liên thấy ồ, đúng là cái nơi mình đang tìm kiếm. Bởi vì sao lúc này mình cảm thấy bế tắc lắm cả nhà, không biết ở đây các anh chị có đang bị giống như Liên, nhưng lúc đó Liên cảm thấy bế tắc, Liên cảm thấy cuộc sống nếu mà nó trôi qua nhàm chán như vậy thì mình đang tồn tại chứ không phải là mình đang sống. Và thế là Liên bắt đầu tham gia cái khóa học chuyên sâu. Lần đầu tiên Liên đi ra ngoài học để phát triển bản thân. Và lúc đó nó mở ra cho mình một cái tầm nhìn. Vì trước đây mình nghĩ rằng là người phụ nữ đi theo chồng là phải về nhà để trở thành một người nội trợ và phải chăm sóc cho con cái, phải dành toàn bộ thời gian cho gia đình. Và mà giống như người ta nói là gái có công thì chồng không có phụ á cả nhà. Và hồi xưa với một cái tư duy như vậy. Và Liên cứ thế, nhưng mà khi mà mình sống mình hy sinh cho mọi người á, thì lúc này mình lại đòi hỏi một cái sự quan tâm ngược trở lại. Và khi không đạt điều đó, mình cảm thấy mình bức xúc, mình cảm thấy mình cuộc sống này sao nó mất công bằng như vậy đó. Thì khi mà Liên đi học cái khóa này, Liên được những người thầy đầu tiên mà dạy cho Liên, thầy hỏi tụi Liên một câu như thế này nè: hiện nay các anh chị có làm chủ được cuộc sống của mình không? Thì bắt đầu hả, là đứa nào cũng giơ tay, có em làm chủ cuộc sống. Thầy hỏi là em làm chủ cuộc sống á, thì em làm chủ cuộc sống như thế nào? Thì em được quyền định đoạt là em làm công việc gì, em được quyền là hả giờ đó là em làm cái việc gì, em được quyền quyết định là hả ngày đó em làm gì, em chọn công việc gì. Rồi thế thì thầy mới hỏi một câu gì nè: ok, đó là em nói là em tự do đúng không, đó là em làm chủ được cuộc sống của em đúng không? Thế tôi hỏi nè, điều gì khiến em mỗi buổi chiều phải chạy về nhà đúng giờ? Điều gì khiến em mỗi buổi sáng phải bước chân đi làm đúng giờ? Có phải là em mong muốn điều đó hay không? Hay là cuộc sống của em bắt buộc em phải làm điều đó? Thế đến lúc đó tất cả một lớp luôn, vừa hồi nãy vừa mới giơ tay là làm chủ cuộc sống, mới nhận ra rằng trời, thật ra là mình không được làm những điều mà mình mong muốn, mà đó là mình đang chạy theo cuộc sống của mình thôi. Và đó chính là người thầy giúp cho Liên nhận ra rằng là chúng ta có rất là nhiều công việc. Và người thầy đó là người thầy đầu tiên giúp cho Liên biết được rằng là trong cuộc sống ngoài kia có những cái khoản thu nhập được gọi là thu nhập thụ động. Và người ta nghỉ hưu khi người ta còn đang rất là trẻ. Đó. Thì người thầy này cũng dạy cho Liên được biết rằng là trong cuộc sống của chúng ta đó, thành công khi mà chúng ta có cuộc sống cân bằng. Và lúc này á, thầy cho tụi mình vẽ ra cho mình một cái bánh xe. Và thầy nói ai cũng có một bánh xe cuộc đời hết. Và thầy cho tụi mình cái bánh xe này có 8 miếng, giống như miếng bánh pizza cắt ra đó cả nhà. Và lúc này thầy cho mình 8 cái bánh xe, 8 cái miếng này. Sau đó thầy nói các anh chị hãy về nhà viết cho tôi coi là mỗi cái miếng, mỗi phần ở trong đó là anh chị chấm cho nó từ thang điểm 1 đến thang điểm 10. Các anh chị chấm coi nó được mấy điểm. Ví dụ nhé, gia đình thì mấy điểm, sức khỏe anh chị được mấy điểm, mà lúc đó sức khỏe của Liên rất tệ cả nhà. Rồi, hoàn thiện bản thân là đi học những khóa phát triển bản thân đó, thì anh chị được mấy điểm. Rồi những mối quan hệ xung quanh của anh chị tạo ra nó được mấy điểm. Và cái cộng đồng mà của anh chị, cái những mối quan hệ, những cái cộng đồng anh chị tạo ra nó được mấy điểm. Anh chị có tham gia được cộng đồng nào không? Mấy điểm. Và anh chị có cho mình những cái việc giống như giải trí hay như đi du lịch hay làm cái gì đó để xả stress cho mình không?
mấy điểm. Và anh chị đã bao giờ tập trung vào những cái sự phát triển, những cái thuộc về cái tâm linh và cái linh hồn, chăm sóc cho cái tâm hồn của mình chưa? Mấy điểm? Và cái sự nghiệp tài chính của anh chị là mấy điểm? Và khi đó cả nhà biết không, đứa nào cũng chấm điểm cho mình hết. Và thầy nói hãy nối những điểm đó lại với nhau. Khi mà anh nối nó lại với nhau á, thì các anh chị có biết rằng là khi mình nối lại với nhau á, thầy nói các anh chị thấy bánh xe của mình nó có tròn không? Trời ơi, các bạn biết không có bánh xe gì đâu mà cái đoạn đi lên xuống, đi xuống như thế này, nối với nhau nó là một cái hình tam giác, nó là một cái hình ngôi sao, nhưng cánh của nó là không 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 có đều nhau, cánh thì cánh dài cánh ngắn. Thầy hỏi các anh chị đang chạy ở trên cuộc sống của mình bằng cái bánh xe lồi lõm như vậy đó, cho nên các anh chị có cảm giác rằng là mình đi một cách khó khăn, mình chạy một cách không có trơn tru đúng không? Thì đúng đó, tụi mình nhìn thấy đúng là cái bánh xe của mình còn không chạy được, chứ đừng có nói là trơn tru đó. Và thầy cho tụi Liên một cái như thế này nè. Thái độ sống của các anh chị chính là nền tảng của sự thành công. Đó. Và 8 cái bánh xe đó của chúng ta, 8 cái bánh xe đó của chúng ta, thì chúng ta hãy làm sao cố gắng để cho nó tròn nhất có thể. Tuy nhiên trong một thời điểm nào đó, chúng ta sẽ đang tập trung vào một cái nào đó, thì có thể là những cái khác mình hạ nó xuống, nhưng mà đừng để cho nó chênh lệch quá nhiều. Ví dụ như là mình phải biết sắp xếp thứ tự ưu tiên trong từng giai đoạn. Ví dụ nha, chúng ta rất là thích cho cái việc tâm linh, hoặc là rất là thích đi giúp đỡ cộng đồng. Tuy nhiên trong giai đoạn này chúng ta tài chính chưa có đủ, cuộc sống chúng ta còn đang vấp lên vấp xuống, sức khỏe của chúng ta còn đang hạn chế, thì bạn có sức để bạn đi giúp người khác hay không? Bạn có tiền bạn đi hỗ trợ được cho người khác hay không? Vậy thì lúc này á, cái sự mà giúp đỡ cho cộng đồng của bạn, bạn hạ nó xuống một chút, và bạn tăng cái thời gian của bạn để bạn cho cái sự nghiệp của bạn, và bạn tăng chi phí của bạn để bạn lo chăm sóc sức khỏe. Bởi vì có sức khỏe là có tất cả, đúng không cả nhà? Thì từ lúc đó trở đi á, bắt đầu Liên mới cân bằng lại cuộc sống của mình hơn một chút. Liên bắt đầu sắp xếp lại, bớt ôm đồm công việc gia đình, và bắt đầu tăng cường sự phát triển bản thân mình lên. Vì khi đi ra ngoài học thì bắt đầu thấy cái tư duy của mình nó mở ra, mình thấy con đường nó rộng mở trước mặt mình. Và thầy có dạy cho tụi Liên một cái như thế này, Liên nghĩ là Liên sẽ giúp cho mọi người được nếu mà các bạn muốn có cuộc sống cân bằng. Hiện nay có một số khó khăn đến với chúng ta. Khó khăn đến với chúng ta thì nó chất chồng như là núi xung quanh chúng ta. Đó, nhưng mà thầy nói nếu như các anh chị đứng trên ngọn núi đó, các anh chị nhìn xuống, thì các anh chị sẽ thấy con đường rất là rõ ràng. Nhưng nếu các anh chị để cho khó khăn nó khỏa lấp các anh chị, nó bao biện lại lấy anh chị, và anh chị không còn nhìn thấy con đường nào hết, thì đó là khó khăn nó sẽ cản bước anh chị. Đó. Thì cái này giống như là mình đi ở ngoài đường cả nhà. Nếu như mà đường, một đoạn đường dài kẹt xe, chúng ta ở trên lầu nhìn xuống, chúng ta sẽ biết cái con đường ở chỗ kia nó còn rộng rãi này chút xíu, mình sẽ đi làm sao để ra được cái con đường đó. Đó. Còn nếu như mà chúng ta là những người đang nằm trong cái mớ kẹt xe hỗn độn đó, thì mình cũng phải đi theo đó, mớ hỗn độn đó, đúng không cả nhà? Thì đó là cái chia sẻ của Liên một chút về cái làm sao để mình có cuộc sống cân bằng. Thì bản thân của Liên á, là sau thời gian đó Liên dành thời gian cho việc đi học rất là nhiều. Và có một người thầy khác dạy cho Liên rằng là các anh chị đang dành thời gian để đi kiếm tiền rất là nhiều, đúng không? Và cái đầu của các anh chị bây giờ nó có chứa rất là nhiều cái tư duy để có khả năng kiếm được nhiều tiền. Nhưng hiện nay các anh chị đang bỏ thời gian của mình vào việc gì? Vào những cái việc mà ai cũng có thể làm được, dọn dẹp nhà cửa, lau nhà, cơm, nước, giặt giũ tất cả mọi việc. Và thầy nói là trong khi đó là cái thời gian đó anh chị bỏ ra để làm những việc đó đó, anh chị giao đó cho người khác, những người mà không cần những công việc nào mà không cần anh chị làm mà vẫn có người khác làm được thì không nên làm. Còn những cái việc mà anh chị làm để mà phục vụ được cho những cái bánh xe cuộc đời của mình, phục vụ được cho cái mục tiêu của mình, thì anh chị ưu tiên làm.
những cái việc đó không giao được cho người khác thì hãy tự mình làm. Bởi vì một thời gian như vậy, cùng một thời gian như anh chị làm với những cái tư duy mà anh chị có, thì nó sẽ ra được rất là nhiều tiền. Và cái tiền đó nó có khả năng trả được cho rất nhiều người để làm những cái việc mà anh chị không cần làm, người ta cũng làm được. Thì khi mà Liên được nghe người thầy đó dạy xong, cả nhà biết một cái quyết định gì của Liên không? Bước chân về nhà buổi tối đó, Liên kiếm người giúp việc luôn, để mình không phải làm những cái việc nhà nữa. Nhưng sau một thời gian thì người giúp việc của Liên, người ta cũng bệnh, biết có người thì chuyển nhà đi, cho nên là mình không có tìm được người giúp việc nữa. Thì cuối cùng là Liên cũng sẽ làm việc nhà, nhưng đợt này thì con của Liên đã lớn, Liên đã giao việc được cho nó. Và cái thứ hai là những cái thứ gì mà có thể mua bằng máy móc thay được cho con người là Liên đã thay hết ở trong nhà mình rồi. Cảm ơn cả nhà đã nghe Liên chia sẻ. Tuyệt vời quá. Ai cảm thấy là cái phần chia sẻ của chị Liên vừa rồi tuyệt vời, hãy thả cho chị Liên một trái tim trước khi chúng ta sang một phần chia sẻ của một thành viên gác khác ạ. Rất nhiều trái tim luôn. Trang vừa mới ghi lại ba cái bài học quý giá mà chị Liên phải bỏ mấy ngày ra, một khoảng thời gian ngồi tại trực tiếp tại lớp, sau đó là cả một cái quãng thời gian rất là dài chị Liên trải nghiệm trong cái cuộc đời của mình. Chị Liên mới có được cái bài học này, và Trang đã ghi không sót ba cái bài học đó vào sổ rồi, và mình sẽ thực hành những cái này trên thực tế. Em rất là cảm ơn chị Liên. Bình thường hàng ngày chị cứ nói kể là nay chị thuê người giúp việc này, rồi chị mua cái máy rửa bát này, rồi chị đã từng nói những cái đấy với em, nhưng mà em không có trong cái hoàn cảnh, trong cái hoạt cảnh như thế này em mới hiểu hết được, là những cái chị chia sẻ nó rất là giá trị luôn ạ. Ai có được cái vừa nhận được giá trị từ chị Liên thì hãy comment cho em là tôi yêu chị Liên nhé. Tôi yêu Liên. Ok. Tiếp theo thì Trang xin phép gia đình mình, Trang sẽ mời một anh nam đẹp trai trong cái câu lạc bộ Sống Hạnh Phúc của mình để chia sẻ. Anh này thực sự là một cái người anh mà Trang học hỏi từ anh ấy rất là nhiều, và anh ấy là một cái người rất là có tâm trong cái việc cho đi. Thì ngày hôm nay rất may mắn là chúng ta lại được có mặt của anh ấy ở trong Zoom ngày hôm nay, và anh sẽ cho chúng ta một cái những cái giá trị của anh ngày hôm nay anh đem tới. Thì vì những cái giá trị đó chúng ta sắp được nhận, thì các anh chị hãy gửi một cái lời là xin chào tới anh Hiếu Mạnh nha mọi người nhé. Xin chào anh Mạnh nè, anh Mạnh đâu rồi? Anh Mạnh giơ tay lên giúp em để em ok. Anh Mạnh giới thiệu với anh Mạnh ạ. Dạ vâng, xin chào cả nhà. Em là Nguyễn Hữu Mạnh, sinh năm 82, hiện đang ở Hà Nội ạ. Và nhà mình có nghe rõ em nói không ạ? Nếu nghe rõ em nói thì phải vẫy tay giúp em đấy. Dạ vâng, em cảm ơn cả nhà. Và hôm nay thì em xin phép được chia sẻ một cái phần, đó là về cái giá trị của lòng biết ơn. Thì nhà mình cho em hỏi là ở đây là ai đã thực hành lòng biết ơn thì giơ tay tụi em. Dạ vâng, cảm ơn anh chị rất nhiều ạ. Ai mong muốn là mình sẽ hiểu sâu hơn về cái lòng biết ơn thì giơ tay giúp em. Dạ vâng, cảm ơn cả nhà mình ạ. Và Trang có thể tắt chuyển về cái trạng thái ấy, không cần phải đấy đâu. Rồi ok, xin cảm ơn Trang rất nhiều. Và nhà mình cái phần này nó không phải là do Mạnh nghĩ ra mà Mạnh đi học được ấy. Thì nhà mình ai mong muốn ghi lại thì hãy chuẩn bị giấy bút nhé, bởi vì phần này cực kỳ hay luôn. Ai có giấy bút để trước mặt rồi thì phải vẫy tay giúp Mạnh, phải vẫy. Rồi ok, cảm ơn cả nhà. Và thì để nói về cái giá trị của lòng biết ơn ấy, anh chị có thể ghi lại cái câu này ạ. Nó là sự bảo vệ tối hậu, một cái sự bảo vệ rất là to lớn đối với chúng ta. Bao nhiêu số anh chị mong muốn rằng là mình được bảo vệ thì giơ tay giúp Mạnh. Dạ vâng, cảm ơn anh chị rất nhiều. Rồi ạ. Thế thì tại sao lòng biết ơn lại là cái sự bảo vệ? Tại sao lại như vậy? Nó bảo vệ rất là hiệu quả luôn. Thì chúng ta hãy nói về một cái điều, đó là sự vô ơn. Các anh chị có thể ghi lại là giá trị của sự vô ơn ạ. Giá trị của sự vô ơn.
Giá trị của sự vô ơn. Điều đầu tiên khi chúng ta vô ơn ấy, khi ai đó vô ơn thì người đấy sẽ gặp cái sự cô đơn. Thứ nhất là cô đơn ạ. Và đây ai có mong muốn mình cô đơn không ạ? Ai mong muốn mình cô đơn ạ? Không đúng không? Và rồi ạ. Vậy chúng ta loại giá trị này ra đúng không? Giá trị thứ hai của cái sự vô ơn đó là chúng ta sẽ rơi vào hố đen. Cái hố đen là gì thì em sẽ giải thích sau ạ. Và rơi vào hố đen. Cái hố đen này mà rơi vào thì thảm, bi thảm luôn các anh chị ạ. Giá trị của hố đen thì nó rất là bi thảm luôn. Tẹo này em sẽ giải thích sau. Và cái điều thứ ba đó là khi mà mình vô ơn thì mình gieo rất nhiều những cái nghiệp xấu, gieo rất nhiều những cái hạt giống xấu anh chị ạ. Gieo rất nhiều những cái hạt giống xấu. Thông thường trong cái cuốn sách Bí mật tư duy triệu phú thì nhà mình đã nghe thấy câu nói rằng là gốc rễ tạo nên hoa trái chứ ạ. Ai đã từng nghe thấy câu gốc rễ tạo hoa trái của tay giúp em? Và thì em xin hỏi cả nhà là cái gì tạo nên gốc rễ? Gốc rễ thì tạo nên hoa trái đúng không ạ? Như vậy cái gì tạo ra gốc rễ ạ? Cái gì tạo ra gốc rễ ạ? Cái hạt đó em. Dạ vâng ạ, đó chính là hạt giống đúng không ạ? Vâng, đúng không? Yes. Dạ. Vậy là chúng ta phải chọn cái hạt tốt đúng không ạ? Vô ơn là một cái hạt mà nó sẽ tạo ra rất nhiều hạt xấu khi một người vô ơn ấy. Điều tiếp theo nữa của sự giá trị của sự vô ơn đó là thiếu nguồn lực. Thiếu nguồn lực. Ví dụ như là mình tuyển dụng nó khó khăn. Mình không có khách hàng. Mọi người không quan tâm đến mình, không nghe mình, vân vân. Hoặc là mình mong muốn là có cái máy tính thì mình dùng, nó lại không có, hoặc là nó lại bị hỏng. Hoặc là mình mong muốn rằng là có cái đồ này, đồ kia để dùng thì nó không có, gọi là thiếu nguồn lực đấy. Hoặc là mình thiếu trí tuệ. Đấy là dạng thiếu nguồn lực cực kỳ to lớn. Có anh chị nào mong muốn là mình thiếu nguồn lực không ạ? Ai mong muốn thế không? Không ạ. Và rồi cảm ơn anh chị rất nhiều. Tiếp theo nữa đó là thiếu công cụ. Vô khi mình vô ơn thì mình thiếu công cụ. Thiếu công cụ. Ở đây có ai mong muốn là mình thiếu công cụ không ạ? Hay mong muốn là mình đủ đầy công cụ thì ai mong muốn đủ đầy công cụ giờ đây của em? Dạ cảm ơn anh chị rất nhiều. Khi mình vô ơn thì mình thiếu công cụ. Và điều tiếp theo nữa là khi mình vô ơn ấy thì những cái điều tốt mình làm nó sẽ rất lâu có kết quả. Nó bị tắc nghẽn, lâu có kết quả. Giống như việc là gì? Mình có khách hàng rồi nhưng mà mãi họ không mua, mặc dù họ rất là cần. Hoặc là gì? Mình có cái điều gì đấy mà làm rất là tốt rồi. Ví dụ mình tập thể dục mà mãi nó không khỏe mạnh. Ví dụ thế. Hoặc là mình học cái quy trình mãi nó không thuộc. Có anh chị nào đây gặp cái trường hợp là học quy trình mãi không thuộc không? Giơ tay rồi em. Dạ vâng, em vui thế thôi ạ. Vậy, có nghĩa là khi mà mình vô ơn ấy, thì những cái điều tốt mình làm hoặc là những kết quả mình mong muốn nó rất lâu xảy ra. Và các anh chị quan sát xem nhé. Quan sát xem. Nếu như mình đang có những cái triệu chứng như vậy thì phải xem lại xem. Thực sự là như vậy. Và sau đây phần tiếp theo đó là em xin chia sẻ về cái hố đen ạ. Cái hố đen. Hố đen này nó nguy hiểm lắm. Thực sự. Hố đen. Thứ nhất đó là gì ạ? Khi mà mình rơi vào hố đen thì cái tác dụng của hố đen, điều đầu tiên đó là cơ thể nhanh bị lão hóa. Cơ thể nhanh bị lão hóa, nhanh bị già. Ví dụ như tóc bạc này, da nó nhăn nheo này. Rồi thì làm sao? Đau xương, đau vai, đau gân cốt vân vân và vân vân. Cơ thể nó hay bị lão hóa. Ở đây có ai mong muốn là mình bị lão hóa thì giơ tay giúp em. Không thể ai giơ tay đúng không? Điều thứ hai đó là khi mà mình rơi vào hố đen thì tâm trí rất là phiền não. Rất là phiền não. Ví dụ như mình hay bị căng thẳng, hay bị lo lắng, hay bị day dứt, hay bị giận dữ, hay bị khó chịu, hay buồn phiền, hay bị gọi là gọi chung là phiền não. Rất hay bị phiền não. Tiếp theo nữa đó là gì? Khi mà mình rơi vào hố đen thì mình hay bị những cái phàn nàn tiêu cực nó xuất hiện, những cái cảm xúc tiêu cực nó xuất hiện rất là nhiều. Rơi vào hố đen này. Ở đây có một cái chìa khóa đó là các anh chị hãy quan sát thân và tâm mình. Quan sát thân và tâm mình để xem mình có mắc phải không. Có thể là mắc phải thì mình đã tìm cách thoát nó ra. Và
một cái điều nữa của cái rơi vào hố đen đó là mình là nô lệ của những cái sự ham muốn. Nô lệ của những sự ham muốn. Ví dụ có những người mà làm sao? Họ nghiện thuốc lá, nghiện rượu, nghiện nói xấu người khác, vân vân. Những cái gọi là ham muốn ấy. Hoặc là nghiện cái việc là gì? Những cái thói hư tật xấu vân vân ấy. Thì nó gọi là nô lệ của sự ham muốn. Ở đây ai thấy là cái sự hố đen này nó rất là ghê gớm và nó rất là không, nó không tốt đẹp thì comment số 1 giúp em ạ. Ai thấy rằng hố đen nó rất là nguy hiểm thì giơ comment số 1 giúp em ạ. À. Dạ, cảm ơn anh chị rất nhiều. Vâng. Thì có phải là khi mà chúng ta vô ơn thì chúng ta bị những 6 cái này đúng không ạ? Còn khi mà các anh chị chuyển từ vô ơn sang biết ơn thì ngay lập tức các anh chị sẽ không cô đơn này, đúng không ạ? Các anh chị sẽ không rơi vào hố đen này, đúng không ạ? Các anh chị sẽ làm được những việc tốt này, đúng không ạ? Các anh chị có đầy đủ nguồn lực này, các anh chị có đầy đủ công cụ này. Các anh chị có những cái hạt tốt, những cái điều tốt các anh chị làm nó nhanh ra hoa kết trái. Thì đó có phải là một sự bảo vệ tốt không ạ? Bao nhiêu số anh chị đồng ý là khi có lòng biết ơn thì chúng ta bảo vệ tốt thì giơ tay giúp em. Vâng, cảm ơn các anh chị rất nhiều. Các anh chị có thấy phần này nó sâu hơn là so với lòng biết ơn bình thường. Ai thấy nó sâu hơn thì giơ tay giúp em. Dạ vâng, cảm ơn anh chị rất nhiều. Ai mong muốn học thì nó sẽ sâu hơn tí nữa thì giơ tay giúp em. Dạ vâng, cảm ơn anh chị rất nhiều. Và hôm nay em sẽ tặng cho thêm cả nhà 2 điều nữa. 2 cái điều này nó vô cùng hay luôn. Đó là 2 chữ thôi. Một chữ là ân nhân. Ân nhân ạ. Vâng. Ân nhân là những người giúp đỡ cho mình. Giúp đỡ cho mình. À. Ví dụ như các anh chị đồng ý cho em chia sẻ cái này. Đấy là các anh chị tạo điều kiện cho em gieo hạt tốt. Và em rất là cảm ơn các anh chị rất nhiều. Rất là cảm ơn 40 người, 40 anh chị có mặt trong Zoom ngày hôm nay lại cho phép em có cơ hội để gieo hạt với các anh chị. Đấy. Đấy, ân nhân là những người giúp đỡ mình. Ví dụ như là những người mua hàng của mình có phải là ân nhân của mình? Khách hàng của mình có phải ân nhân của mình không ạ? Bảo trợ của mình có phải ân nhân của mình không ạ? Công ty của mình có phải là ân nhân của mình không ạ? Những cái người ship hàng cho mình có phải là ân nhân của mình không ạ? Những người trồng rau, cái mảnh đất mà mình sinh sống có phải là ân nhân của mình không ạ? Đúng không ạ? Cái bầu không khí mặt trời này, ví dụ mặt trời nó nóng thêm 5 độ thì chúng ta có sống được không? Trái đất này có thể tiêu ngay khi mặt trời nó chỉ thêm 5 độ thì cái gì? Cho nên mặt trời cũng là ân nhân của chúng ta đúng không ạ? Vâng, ân nhân thì chúng ta phải cảm ơn các anh chị ghi ra. Có một cái bài tập nhỏ nhỏ đó là các anh chị hãy ghi ra những ân nhân của mình. Nhớ được bao nhiêu người thì ghi ra tất cả những cái ân nhân của mình. Và nếu có thể các anh chị hãy gửi lời cảm ơn tới họ. Các anh chị sẽ thấy điều kỳ diệu nó xảy ra. 4 mẹ mình có phải là ân nhân của mình không ạ? Một trong những người cần phải biết ơn rất là nhiều đó chính là bố mẹ của mình. À. Các anh chị có thấy rằng là một ngày ngày nhỏ thì các anh chị ngày ăn mấy bữa cơm ạ? Một ngày ăn mấy bữa cơm ạ? Ai có thể giơ ngón tay ra một ngày ăn mấy bữa cơm ngày nhỏ? Khoảng 3 bữa đúng không ạ? Như vậy một năm là các anh chị sẽ ăn được bao nhiêu bữa cơm ngày nhỏ ạ? Khoảng hơn 1000 bữa đúng không ạ? Vậy là đến năm tầm khoảng 20 tuổi là các anh chị ăn bao nhiêu bữa cơm ạ? Đâu đấy tầm khoảng 20.000 bữa. Ai nấu cho các anh chị thời gian đấy? Có phải là bố mẹ mình không ạ? Có phải là bố mẹ mình lo cho mình cần đấy không ạ? Bao nhiêu số anh chị đồng ý là bố mẹ mình đã lo lắng, đã kiếm tiền để cho mình từng đấy bữa ăn cơm từ đây? Từ đây giúp em ạ. Và cảm ơn anh chị rất nhiều. Nhưng mà đôi khi là bố mẹ mình chỉ cần nấu mà nó mặn một tí thôi. Nó nhạt một tí thôi. Thì mình đỏng đà đỏng đảnh, dãy đành đạch nên mình không ăn nữa. Đúng không ạ? Ai đã từng như thế giờ đây rồi đấy. Rồi, cảm ơn các anh chị rất nhiều đúng không ạ? Chúng ta cần, thực sự là khi các anh chị gửi lời cảm ơn bố mẹ của mình thì các anh chị sẽ thấy cuộc đời mình thay đổi rất là nhiều. Và đặc biệt là những anh chị nào mong muốn kiếm được nhiều tiền thì cách tốt nhất, một trong những cách cực kỳ tốt và đơn giản đó là hãy tặng quà cho bố mẹ. Hãy cho bố mẹ tiền. Các anh chị đừng xin tiền của bố mẹ. Các anh chị sẽ thấy kết quả đấy. Mỗi tháng các anh chị chỉ cần cho bố mẹ đều đặn một khoản tiền nào đấy thôi. Không phải là cho đâu, thực ra là các anh chị đang trả nợ thôi. 20 năm trời các anh chị hình dung ra mỗi bữa ăn là bao nhiêu tiền.
Một bữa ăn bây giờ bình thường là bao nhiêu tiền? Chưa kể quần áo, sách vở, giày dép đi học cũng không? Chưa kể là ngày nhỏ đưa các anh chị đi khám bệnh, khám biết là thì tổng số tiền mà bố mẹ nuôi mình là bao nhiêu? Nó đã lớn hơn rất nhiều số tiền rồi chúng ta có thể trả được rồi. Nhưng cái quan trọng hơn nữa đó là gì? Cái công sức bỏ ra, các anh chị hình dung 20 năm phục vụ mình thì bao nhiêu tiền cho nó đủ? Bao nhiêu số anh chị để 20 năm phục vụ? Có rất là nhiều tiền trong tay giúp em. Và cảm ơn anh chị rất nhiều. Và bây giờ bố mẹ mình có lo lắng cho mình không? Và tiếp tục lo lắng. Một trong những cách để bố mẹ yên tâm là chúng ta hãy trở thành người thành công, các anh chị. Hãy trở thành niềm tự hào của bố mẹ. Khi đấy các anh chị sẽ giải tỏa được những cái lo lắng của bố mẹ đối với bản thân mình. Và đó là một trong những cách mình báo hiếu được. Đó là một trong những cách mình trả ơn được. Bao nhiêu số anh chị đồng ý như thế, giơ tay giúp em. Vâng, cảm ơn anh chị rất nhiều. Bao nhiêu số anh chị thấy phần này nó cũng sâu rồi, giơ tay giúp em. Sâu, dạ vâng. Bao nhiêu số anh chị mong muốn học sâu hơn nữa, giơ tay giúp em. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Vâng, và bây giờ đến phần tiếp theo nữa, đó là phần thánh nhân ạ. Và ân nhân rồi thì chúng ta phải đến chữ thánh nhân. Thánh nhân ạ. Và để hiểu về thánh nhân thì em xin phép được kể một cái ví dụ như sau. Đó là giả sử như là cái đường dây điện nhà mình tự nhiên mình đang ngồi zoom thế này, tự nhiên nó tắt xoẹt phát mất điện. Sau đó là có một anh thợ điện, anh ấy đến, anh ấy tìm ra cái chỗ bị tắt đấy, anh ấy chữa cho mình. Thì mình gửi lời cảm ơn anh ấy hay là mình chê bai anh ấy ạ? Mình gửi lời cảm ơn hay mình mắng chửi anh ấy ạ? Ai đồng ý là cảm ơn thì giơ tay giúp em ấy. Vâng, cảm ơn các anh chị rất nhiều. Đúng rồi. Khi mà mình mất điện mà có người, bản chất là mất điện nó là hỏng hóc, một cái sự hỏng hóc nào đấy đúng không ạ? Và khi đấy thì là khi đấy là có người thợ, người ta đến chữa cho mình đúng không ạ? Đúng không ạ? Người ta giúp cho mình khỏi cái chỗ hỏng hóc đấy đúng không ạ? Và người thợ điện đấy chính là những thánh nhân của mình. Thì thánh nhân trong cuộc đời này chính là những người đã từng chửi bới mình, những người đe dọa mình, những người gây bối rối, gây rối cho mình, những người gây khó chịu cho mình, những người thù hận với mình. Bởi vì khi họ làm những cái việc đấy thì làm sao ạ? Bản chất là họ đang lấy đi những cái thứ xấu của mình đã làm ngày xưa các anh chị ạ. Cái dây điện của mình có tự nhiên nó hỏng không? Mình phải dùng lâu rồi nó mới hỏng đúng không ạ? Bao nhiêu số anh chị đồng ý như thế, giơ tay giúp em. Vâng, cảm ơn anh chị rất nhiều. Cho nên là thánh nhân là những người chửi mắng mình, là những người quấy rối mình, là những người phá hoại mình, vân vân. Là những người mà gây ra những cái điều bất như ý cho mình. Họ mua hàng của mình xong mình ship đến cho họ, xong họ không lấy nữa, thế là ship hàng này quay trở lại với mình. Ví dụ thế, đấy là thánh nhân đấy. Và lúc bây giờ thông thường mà theo cái tư duy thông thường là chúng ta sẽ làm sao? Ai mà làm cho ta khó chịu thì ta làm sao? Nếu bình thường thì ngày xưa em là người chửi bới lại họ, bực mình lại họ. Nhưng như thế là khi đấy chúng ta lại tiếp tục gây ra nhiều những cái hạt xấu nữa đúng không ạ? Bao nhiêu số anh chị đồng ý như thế, giơ tay thôi. Vâng, cảm ơn anh chị rất nhiều. Và thay đó, vì đó là chúng ta phải gửi lời cảm ơn những cái ân nhân của mình. À, cảm ơn những thánh nhân của mình. Biết ơn những thánh nhân của mình. Họ đã đến để rước đi những cái họa của mình đi. Rước đi những cái tai họa của mình đi. Thực sự như vậy. Thực sự như vậy. Và khi, và với lòng biết ơn, khi chúng ta thực hành lòng biết ơn như vậy, để nó trở thành cái sự bảo vệ cho mình, để lòng biết ơn trở thành cái thứ mà chúng ta cảm ơn những ân nhân của mình, cảm ơn những thánh nhân của mình, thì bao nhiêu số anh chị tin rằng khi đấy cuộc sống của mình nó sẽ hạnh phúc hơn, giơ tay giúp em. Dạ, cảm ơn anh chị rất nhiều. Phần chia sẻ của em đến đây là hết rồi. Và sẽ kết thúc. Cảm ơn các anh chị đã đón nhận ạ. Em rất là cảm ơn các anh chị rất là nhiều luôn ạ. Và đây, có anh chị nào có câu hỏi gì cho với phần em chia sẻ vừa rồi không ạ? Dạ, ai có câu hỏi gì xin mời ạ. Và phải liên vào câu hỏi gì không ạ? Phải liên vào tay. Cảm ơn anh Mạnh về cái phần chia sẻ của anh ấy. Thì thật ra là em muốn cảm ơn anh thôi.
và em tự nhiên em nhìn thấy cái vấn đề anh chia sẻ về lòng biết ơn á, thì cái việc mà mình biết ơn những người giúp đỡ cho mình là ok rồi đó. Còn những cái người mà người ta là thánh nhân người ta giúp cho mình, thật ra người ta giúp cho mình trở thành thánh luôn nha. Nếu như mình luyện được như vậy đó, thì đây cũng là một cái phương pháp để cân bằng cuộc sống đó. Bởi vì có nhiều người trong cuộc sống mình á, người ta gặp vấn đề bất như ý và thế là họ bị cái vấn đề đó lôi họ theo, và nó làm cho họ có cái cảm xúc tiêu cực, năng lượng tiêu cực, lôi tất cả những cái mối quan hệ khác của họ bị ảnh hưởng theo, bởi vì họ không quản lý được cảm xúc. Đúng rồi. Cả nhà nhé. Cho nên là đây cũng là một phần trong vấn đề cân bằng cuộc sống. Thì ở đây em cũng chia sẻ luôn với cả nhà là trước đây em cũng từng là một người như vậy, rất là dễ nóng tính, rất là dễ nổi nóng với những cái điều mà nó diễn ra bất như ý. Nhưng đúng như anh Mạnh nói là khi em áp dụng lòng biết ơn á, thật sự là thay đổi cuộc sống của em hoàn toàn. Nó thay đổi được cách quản lý cảm xúc, thay đổi cách nhìn nhận của mình về một vấn đề tiêu cực nào đó. Và tự nhiên những vấn đề tiêu cực diễn ra đối với em đều thấy nó trở nên bình thường, và đều trong những cái sự việc đó đều cho mình những bài học, và lúc đó mình trưởng thành lên rất là nhiều. Và đây cũng là một cách để giúp cho chúng ta cân bằng được cuộc sống đó cả nhà. Thì cảm ơn anh Mạnh đã chia sẻ. Giờ em biết rồi là em sẽ phải em sẽ phải trân trọng những cái thánh nhân để mình cũng trở thành thánh nhân luôn cả nhà. Ok, cảm ơn anh Mạnh. Dạ, cảm ơn Liên ạ. Vâng. Rồi quá, chị cũng muốn chia sẻ tí phần của Mạnh. Nói chung là lòng biết ơn mình cũng đã học rồi đúng không? Đã thực hành rồi. Nhưng mà khi mà Mạnh phân tích ra hai phần ân nhân và thánh nhân tuyệt vời. Bây giờ mình mới biết được là mình tính ra là một năm một ngày ăn ba bữa cơm của ba bố mẹ, thì một tháng là đến là 90 bữa, một năm là 1080 bữa cơm. Trời ơi, vậy mà không, bây giờ không mua gạo nếp cho bố mẹ uống thì không cho, không có ấy thì đúng là thật là không cho tiền, hoặc là không báo gọi là gì đấy, tức là một cái cách mà báo hiếu ấy. Đúng là thì đúng là thật là, cho nên là mình có nghe được một điều như thế này, tức là chị Tuyết trong nhóm của mình ấy hay nói là ai mà càng có hiếu với ba mẹ bao nhiêu thì càng càng làm ăn càng may mắn bao nhiêu, càng thành công bấy nhiêu, thì nay thấm vô cùng, thấm thêm cái phần của Mạnh rồi cái phần thánh nhân nữa nhỉ. Đúng là ai một câu thôi nhưng mà hiểu liền, ai mà họ làm những điều mà mình cảm thấy như là nó chưa tốt với mình, nhưng thực ra đấy là họ đang đến để rước đi cái tai họa, rước đi cái tai họa cho mình, thì đúng là họ phải là thánh nhân rồi. Cảm ơn họ. Rồi, cảm ơn Mạnh, quá tuyệt vời luôn, rất là sâu sắc trong phần lòng về lòng biết ơn. Cảm ơn Niên, cảm ơn Mạnh. Rồi, hay quá. Cảm ơn chị Thủy, cảm ơn Liên đã có phần chia sẻ với cộng hưởng với lại anh Mạnh. Thì cái phần của anh Mạnh thì em thấy là các mọi người rất là thích phần em Mạnh của chị Liên chia sẻ vừa rồi ạ. Mọi người rất là thích, có lẽ là ngày hôm nay mọi người đã nhận được rất là nhiều giá trị. Thế thì trở lại với cái chủ đề của chúng ta là làm như thế nào để chúng ta cân bằng được cái cuộc sống, thì Trang nghĩ là cái lòng biết ơn của mình với những cái điều mà các anh chị vừa được nghe vừa rồi, cả chị Liên và anh Mạnh chia sẻ, thì nó sẽ giúp cho chúng ta lấy lại được cái thăng bằng, quản lý được cái cảm xúc của bản thân rất là nhiều. Chúng ta thật ra thực hành lòng biết ơn hay là cảm ơn bất cứ cái gì đó thì cũng là làm điều tốt cho người khác và cũng là cho chính mình, đúng không ạ? Và cái việc mà thực hành lòng biết ơn như vậy á, nó là cái để cho chuyển cho mình từ cái cảm xúc tiêu cực chuyển thành cái cảm xúc tích cực một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất mà không tốn kém gì cả. Thì từ cái việc mà chúng ta có cái cảm xúc tích cực như vậy thì chúng ta sẽ thực sự là có được cái cuộc sống nó rất là thuận lợi. Bởi vì chung quy thì tất cả những cái lĩnh vực ở trong cuộc sống của chúng ta, vui, buồn, hạnh phúc hay đau khổ, nó đều phụ thuộc vào cái cảm giác của mình, cái cảm nhận của mình. Thì nếu cái cảm nhận của mình nó là tích cực thì cuộc sống mình nó tích cực và mình hạnh phúc.
Nếu cảm nhận của mình nó là tiêu cực thì mọi thứ nó đều đen thui, giống như là anh Mạnh vừa chia sẻ vừa rồi đúng không ạ? Cho nên nuôi dưỡng lòng biết ơn để trải nghiệm một cái cuộc sống nhiệm màu như ở trên đây, nó là một cái điều đầu tiên trong trong 5 điều mà ngày hôm nay cộng đồng sống hạnh phúc sẽ chia sẻ trong cái zoom này. Cái điều đầu tiên đó là thực hành lòng biết ơn và tình yêu thương mỗi ngày. Nói lời yêu thương không những là biết ơn, trong tâm của mình biết ơn, mà mình phải thực hành mình nói lời yêu thương với người khác nữa mọi người. Bởi vì nếu mà mình chỉ biết ơn trong bản thân mình không thôi á, mà mình không nói cái lời cảm ơn, lời yêu thương với những người khác, thì cái cảm xúc tích cực nó không được nhân lên. Nó không được nhân lên. Đó thì các anh chị cứ để ý mà xem. Khi các anh chị nói lời yêu thương với con cái, với chồng, với vợ, với khách hàng nhiều hơn thì các anh chị sẽ gặp được nhiều may mắn hơn và cuộc sống nó sẽ thuận lợi hơn rất là nhiều. Gia đình sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều. Ở trong lòng mình biết ơn, nhưng ở cái ngôn ngữ của mình phải thể hiện được cái ngôn ngữ yêu thương, thể hiện được cái tình yêu thương với mọi người. Đó là cái điều đầu tiên ha. Tiếp theo đó là chúng ta xây dựng cái thói quen ăn uống sinh hoạt lành mạnh và rèn luyện sức khỏe để cho chúng ta có được cả cái hài hòa giữa giữa cái tinh thần và cái thể chất. Anh Mạnh và chị Liên vừa chia sẻ về phần tinh thần rất là sâu sắc. Thế nhưng có một cái phần quan trọng hơn, có một cái phần quan trọng không kém. Đó là tinh thần và thể chất nó phải song song với nhau. Cái trạng thái cơ thể nó quyết định cái con người của chúng ta, cái tâm trạng của chúng ta, cái cuộc sống của chúng ta rất là nhiều. Cho nên là rèn gì thì rèn về tinh thần nó phải kết hợp cân bằng cùng với cái việc chúng ta có một cái lối sống lành mạnh, ăn uống sinh hoạt lành mạnh, rèn luyện sức khỏe. Chúng ta lên cái kế hoạch. Hôm nay Trang vừa mới lên kế hoạch thực đơn cho một tuần. Tuần sắp tới là ăn cái gì? Là Trang đã lên thực đơn là buổi này ăn cái gì để ngày mai có thể sắp xếp đi chợ để chuẩn bị. Chúng ta quản lý được cái thời gian của chúng ta, chợ búa nó đỡ mất thời gian. Đó, và ngoài ra thì mình còn có được cái đảm bảo về cái dinh dưỡng cho gia đình. Kết hợp với dòng sản phẩm Wellness của Oriflame thì đã là quá là tuyệt vời rồi. Chúng ta có thêm được cái kiến thức hiểu biết về dinh dưỡng, về những cái lối sống lành mạnh, vận động, thể dục, thể thao thì thực sự là cuộc sống cân bằng nó sẽ đến một cách nó rất là tự nhiên ạ. Quản lý, cái thứ ba đó là quản lý thời gian hiệu quả, cân bằng công việc và gia đình. Khi mà chúng ta quá tập trung vào công việc, hoặc là quá tập trung vào gia đình, chúng ta bỏ bê công việc, hoặc quá tập trung vào công việc mà chúng ta không có quan tâm đến gia đình nhiều, mà thiếu đi cái sự kết nối thì cuộc sống của chúng ta cũng sẽ bị mất cân bằng. Thì cái bài toán ở đây là chúng ta làm thế nào để chúng ta quản lý được cái thời gian. Thậm chí hai vợ chồng đôi khi cả ngày đi làm cả ngày nhưng không có được những cái phút nói chuyện để kết nối với nhau thì cái điều này phải cần phải xem lại. Bố mẹ đi làm hoặc là tập trung làm việc, đối với con cái đến tối cũng không nói với con được một lời yêu thương, cũng không nói với con được một cái lời quan tâm. Thế thì sao? Chúng ta đã sử dụng thời gian hiệu quả chưa? Cân bằng được công việc và gia đình chưa? Chưa. Đôi khi nó không cần mất nhiều thời gian đâu. Đôi khi cái người trong gia đình của mình thì người ta chỉ cần một chút xíu thôi. Một chút xíu cái sự quan tâm, cái sự để ý, chăm sóc của mình. Đôi khi chỉ cần nhắn tin hỏi thăm là thế con ăn sáng chưa? Hoặc là anh hoặc em ăn sáng chưa, nhớ uống Wellness nhé. Đó, mình gia đình mình hay có cái thủ tục là buổi sáng là mình hay nhắn mình hỏi cái điều đó, nó cũng là một cái sự quan tâm, một cái tin nhắn thôi, nó cũng là một cái sự kết nối đó. Chứ đôi khi chúng ta cũng không cần phải mở một cái bữa tiệc linh đình sau đấy cả nhà mất mấy tiếng đồng hồ để chúng ta mới có thể là kết nối với nhau được, không cần cái chuyện đó. Chúng ta chỉ cần nhắn tin, chúng ta đôi khi ở chung nhà đấy nhưng mà chẳng nói chuyện với nhau nhiều như là nói chuyện với người ngoài, đúng không ạ? Cái này là một cái thực tế của cái xã hội của mình bây giờ, xã hội công nghiệp hiện nay đang là như vậy.
Và con cái của mình thì trước khi đi ngủ mình hãy nói cái lời yêu thương với con trong cái lúc đi ngủ hoặc là sáng tỉnh ra, sáng dậy thì mình nói cái lời yêu thương với con cái. Hoặc con mà đang ở riêng, ở xa chẳng hạn, thì mình cũng có thể là mình đặt lịch hẹn là một tuần hay một ngày hay là hai ngày mình phải nhắn tin cho con hỏi thăm, hoặc là những cái câu hỏi thăm nào nó rất là đơn thuần thôi nhưng nó thể hiện được cái sự quan tâm. Thì đôi khi công việc nó cuốn chúng ta đi thì chúng ta không làm được cái việc này, thì hãy đặt cái lịch là ồ đến cái giờ này là phải nhắn tin cho con này. Thì đôi khi là phải có cái sự kết nối như thế nó mới gần, hoặc đến cái giờ này là phải nhắn tin cho chồng này. Cái điều này là không phải tự nhiên mà Trang biết đâu mọi người. Điều này là Trang đi học của một cái người thầy hiện nay đang là một cái gọi là top 10 số 1 về dạy phát triển bản thân ở tại Việt Nam mình. Mà thầy có những cái rất là tinh tế ở trong cuộc sống là như vậy. Người ta kết nối rất là tốt với gia đình. Thế cho nên là chúng ta, nếu chúng ta làm được những cái việc nhỏ này, nó không mất nhiều thời gian mà lại kết nối gia đình rất là tốt. Cứ khi nào mà thấy là vợ hoặc chồng, con, cái với cha mẹ không thuận thì tức là cái sự kết nối nó đang có vấn đề. Nó đang có vấn đề trong một cái khoảng thời gian nào đấy mình không để ý. Mình đã để, mình đã để nó bị gì ạ? Bị mất cân bằng. Thì cái tự nhiên của cuộc sống sẽ bắt mình phải cân bằng trở lại. Thế thì mình, nếu mà mình cân bằng sớm, cân bằng nhanh thì sao ạ? Thì mình sẽ hạnh phúc nhanh. Đó, thì những cái nó rất là kinh nghiệm mà Trang học được của những cái người thầy ấy, thì Trang đã về, Trang đã ứng dụng cái điều đấy. Và buổi sáng thì Trang hay làm những cái thủ tục như vậy. Trước khi đi ngủ thì mình hay nói lời yêu thương với con, hay mình hay kết nối với con vào cái thời gian trước khi đi ngủ. Đó. Thì đấy là về cái vấn đề thứ ba. Cái thứ tư nó rất là quan trọng, đó là khi chúng ta muốn cái cuộc sống cân bằng thì chúng ta không thể nào lúc nào cũng bình. Nó rất là thấy cuộc sống lúc nào chị đã hài lòng với cuộc sống chị chưa, vào hài lòng rồi, thấy mọi thứ nó rất là bình, rất là bình thường, thì đôi khi thì đối với nhiều người thì thấy là nó rất là ok, nhưng mà nó sẽ thiếu cái phần thú vị đi, đúng không ạ? Thì chúng ta có những cái mục tiêu, những cái động lực để phấn đấu thì nó sẽ làm cho cái cuộc sống của mình nó ok, nó tốt đẹp hơn mỗi ngày. Và cái mục tiêu, cái động lực này nó sẽ giúp cho vợ chồng gắn bó với nhau hơn, gia đình gắn bó với nhau hơn rất là nhiều. Để chúng ta chia sẻ cái mục tiêu này với vợ, với chồng, với con cái và với những cái người đồng nghiệp của mình, để cho mình có một cái động lực trong cái cuộc sống mình hướng đi lên. Cái vấn đề cái tiếp theo, xin lỗi, cái số 5 ở đây á, Trang ghi nhầm, cái số 5 đó là chúng ta cần tham gia vào một cái cộng đồng sống tích cực, xây dựng các cái mối quan hệ chất lượng. Cái điều này là điều vô cùng quan trọng, bởi vì sao? Con người của chúng ta là một cái thực thể xã hội. Nếu như không tham gia vào xã hội, không có yếu tố xã hội thì không được gọi là người, mà chỉ được gọi là con thôi. Bởi vì ở những cái thật ra thì rất là, tức là chúng ta có cái cấu trúc xã hội của chúng ta, thì chúng ta là con người thì chúng ta sẽ có cái nhu cầu như vậy. Và khi chúng ta bị mất cái nhu cầu này thì nó sẽ bị mất cân bằng trong cái cuộc sống. Nếu như chúng ta được thuộc về một cái cộng đồng sống tích cực, chúng ta sẽ xây dựng được những cái mối quan hệ chất lượng. Và ở đây là chúng ta đang làm rất tốt cái điều này. 38 con người đang ở trong Zoom và đang kết nối với nhau bằng cái câu lạc bộ sống hạnh phúc của chúng ta, đúng không ạ? Thế nên chúng ta hãy lan tỏa cái câu lạc bộ của chúng ta ra bên ngoài. Để làm sao? Để cho anh chị em trong gia đình, bố mẹ cũng vậy, chúng ta cứ 8:30 tối ngày thứ Bảy chúng ta cùng với nhau vào trong Zoom để chúng ta chia sẻ với nhau những cái điều hữu ích. Giống như hôm nay chúng ta được nhận mà chúng ta thấy là người thân mình không có, rất là tiếc, đúng không ạ? Ok, cảm ơn cả nhà đã lắng nghe cái chủ đề ngày hôm nay rất là tuyệt vời. Và xin hẹn gặp lại các anh chị ở trong những cái buổi Zoom tiếp theo của câu lạc bộ Sống Hạnh Phúc. Trang xin mở mic để cho mọi người có thể nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn chị Trang, cảm ơn anh Mạnh, cảm ơn chị Liên, cảm ơn cả nhà.